Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Alpha Fly. Trong chuyên mục Sun Europe lần này, mình sẽ muốn giới thiệu với các bạn tiếp về Galaxy Community Season 3. Thì ở Season 3 vừa rồi, hôm cuối tuần vừa rồi, bên Galaxy đã công bố các giải thưởng của chương trình. Đó là 45.000 token GA dành cho, nó sẽ chia làm 2 mục ha. Sẽ dành cho, đây, họ có ghi rõ là dành cho top 1.000 nè, Leaderboard nè, và 22.500 dành cho Cashmark Balance Reward. Cái Cashmark Balance Reward này nó là gì thì tụi Galaxy chưa công bố, họ nói sẽ họ sẽ công bố sau. Ngoài ra trong cái Reward Pool đó, ngoài cái token Galaxy, họ sẽ còn có những cái Extra Pack này nè. Nó là những cái UAT để tăng cái điểm Loyalty Point cho mọi người, nhằm có mọi giúp mọi người có thể dễ dàng vô được cái top cao hơn á. Cách tính điểm thì với mỗi nhiệm vụ đương nhiên có điểm rồi, nhưng mà nếu mà các bạn hoàn thành nhiều nhiệm vụ liên tiếp với nhau thì sẽ được tăng thêm các điểm bonus. Như họ ví dụ ở đây nè, ví dụ như nếu mà bạn tham gia quá phân nửa các số mà Galaxy Radio Show á, trong suốt Season 3 thì các bạn sẽ được thêm điểm bonus. Nếu mà tham gia tất cả luôn mấy cái Galaxy Radio Show á, thì các bạn sẽ được nhiều hơn nữa. Có điểm giúp đỡ cộng đồng này trên Galaxy Discord nè, và cũng có một cái điểm bonus rất là nhiều điểm luôn, là nếu mà các bạn làm hết toàn bộ nhiệm vụ của Galaxy Community Season 3 thì các bạn sẽ được một cái điểm boost rất là lớn luôn. Mình giới thiệu về cái thang điểm cũng như cái phần thưởng của Galaxy Season 3 như thế. Thì ở đây ngoài các nhiệm vụ mạng xã hội thông thường á, thí dụ như cái này đi, mình thí dụ các bạn cái này đi, này chỉ follow Twitter giờ vô web này nọ mình không nói ha. Thì có hai cái nhiệm vụ mình muốn lưu ý với bạn. Một là cái daily để mình hướng dẫn với bạn làm này. Đây, daily mission say GM in the Galaxy Discord. Thì để làm nhiệm vụ này các bạn đơn giản lắm. Bạn đầu tiên là click vô cái đó ha, để nó hiện ra cái này thôi chứ không có gì đó. Mình vô cái Discord của tụi Galaxy. Xong rồi good morning hay good night trong cái server này nè. Server các bạn good morning good night vừa để kích hoạt cái tài khoản, mình duy trì tài khoản của các bạn trong một khoảng thời gian nào đó mà không bị Galaxy nó họ kích ra, vừa để là hoàn thành nhiệm vụ này luôn ha. Mỗi ngày, đây là nhiệm vụ daily mission nha, mỗi ngày các bạn mỗi vô làm nhiệm vụ này sẽ được 2 điểm thưởng đó. Và một cái nữa đây, have the season 3 role in Galaxy Discord season 3 Discord server. Nhiều bạn không hiểu cái nhiệm vụ này là làm cái gì thì mình cũng giới thiệu luôn. Đầu tiên các bạn vẫn phải click vô đây nha, cho dù các bạn đã ở trong server Discord các bạn vẫn phải click vô đây. Click lên nó hiện pop up thì kệ nó. Nó hiện pop up thì kệ nó. Rồi, để cái pop up đó chạy. Rồi các bạn trở lại cái server Discord của tụi Galaxy nè. Các bạn vào cái phần đây, get notify, các bạn click cái nút này claim role. Rồi các bạn thấy không, added role to season 3, có nghĩa là các bạn đã có cái role season 3 như yêu cầu. Have the season 3 role in Galaxy Discord season 3 Discord server. Đây là xong rồi đó. Rồi các bạn tắt cái pop up này đi, giờ refresh lại đó, có được 5 điểm nữa rồi. Còn các cái còn lại đa số là các nhiệm vụ mạng xã hội không à, hoàn toàn là follow Twitter đồ thôi, rất là đơn giản luôn. Các bạn cố gắng làm như cái này, join Galaxy Discord là cái astronaut role này, bất kỳ ai mà gia nhập server Discord của Galaxy đều có cái astronaut role này rồi. Ngoài ra mình cũng lưu ý cho các bạn là tụi mấy cái season trước lẫn cái season 3 này á, đều có những cái AMA trên Galaxy Discord, thì hãy tham dự mấy cái AMA, tại các bạn thấy AMA điểm rất là cao, trong khi những cái nhiệm vụ này nè có 5-10 điểm à, có cái 5 điểm, như nãy mình tham gia cái Discord kia có 5 điểm mà 5-10 điểm, nhưng mà cái tụi AMA này rất là điểm rất là cao, tới 25 điểm lận. Thì cái này
Nó kêu bạn tham gia EMA trong vòng tối thiểu 40 phút. Đó, như cái EMA Listen to Galaxy Discord Episode 41 này nè, Black Panther, thì ngày mai 19 tháng 10 sẽ diễn ra vào lúc UTC 2 giờ chiều, UTC 0 tức là 9 giờ tối của mình đó. Mình quy ra giờ về Việt Nam cho các bạn luôn, 9 giờ tối của mình ngày mai, các bạn để đồng hồ 9 giờ tối ngày mai. Hoặc nếu bạn nào không tham dự được cái 9 giờ tối ngày mai thì bắt buộc 13 giờ chủ nhật á, 13 giờ ngày 20 tháng 10 là thứ sáu á, thì các bạn phải tham gia cái này nếu mà các bạn muốn đạt 25 điểm này. Tại các bạn mất cái 25 điểm này các bạn sẽ thua cộng đồng nhiều lắm ấy nha. Thì mình theo mình nghĩ là cái 9 giờ tối này nó phù hợp với tất cả mọi người. Tại 9 giờ tối Việt Nam chỉ cần bật cái Discord lên mình ngồi mình nghe thôi, mình không cần nghe cũng được, bật cái Discord cho radio để đó xong mình đi làm việc khác xong vô claim điểm thôi. Rồi đó, mọi thứ nó đơn giản vậy thôi. Rồi cái bài giới thiệu về Galaxy Community Season 3 của mình đến đây là hết. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu các bạn thích video này hãy cho mình một like và share nó cho mọi người nha. Xin cảm ơn và chào tạm biệt mọi người.